Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn lắp một cái tủ điện. Thì tủ điện này có 3 tính năng là manual, off và auto. Thì hôm nay mình sử dụng cái con là BLC Siemens S7-1200. CPU nó là 1212C, DC DC DC. Thì thằng này á, thì nó có cái tín hiệu ngõ vào của nó gồm có 8 8 ngõ vào digital và có các ngõ ra của thằng đây. Nó có tổng cộng là 2 4 6 6 ngõ ra gồm có digital và analog. Đây là các cái dàn của nó. Thì tí nữa cái chân LM là cái chân cấp nguồn điện 24V nó vô. Còn cái chân LM là điện điện áp ra từ con BLC. Còn các cái chân 1M này mình có thể mình đấu theo kiểu là sin hoặc là sao thì tùy các bạn đấu. Nếu các bạn điều khiển bằng điện áp dương là có nghĩa là điều khiển bằng nguồn dương vô các cái chân 0 1 2 3 4 5 6 7 thì các bạn bắt buộc phải đấu cái thằng 1M này vô nguồn âm và ngược lại. Còn đây là các tín hiệu ngõ ra, đây là hai chân cấp cấp nguồn của nó. Để các cái cổng mà DQ này nó hoạt động thì bắt buộc là phải cấp điện áp cho cái thằng 3L là điện áp 24V này và 3M là điện áp trừ của 24V. Nên các cái ngõ ra đây là cái cổng mạng, khi có điện vào á, thì cái thằng link này cổng mạng kết nối thì cái link này nó sẽ sáng và RXTX nó sẽ sáng. Rồi đây là cái thằng công tắc switch ba ba vị trí. Đây cái khi mà mình để qua chế độ, thấy không, khi mình bật qua qua chế một cái công tắc cần gạt thì nó sẽ tự động cái thằng nút nhấn nó sẽ có tác dụng. Còn đây là nút nhấn off. Nút nhấn off này á, nó có một cái là cấp nguồn vô. Này nó hơi mờ. Đây, các bạn có thể nhìn cái hiệu cái chân của nó nè. NO. Đây là chân NO là tiếp điểm thường mở. Thằng này là NC tiếp điểm thường đóng và chân này chân C là chân cấp nguồn. Tương tự cho nút nhấn Start. Còn đây là cái công tắc tơ này, công tắc tơ của mình là công tắc tơ 3 pha. Thì ba cái đầu này á, là ba đầu để cấp điện áp vào đây, chân 1, chân 2, chân 3 là L1, là 2, là 3, đây là để cấp điện áp vào. Còn cái thằng này á là để cho tải đi ra cái khi công tắc tơ mà nó đóng xuống. Đó, khi công tắc tơ nó đóng xuống nè. Thì nó cùng hút nó hút lại thì nó sẽ có cái dòng điện nó đi từ vị trí từ cái thằng nguồn cấp này nó đi ra tải. Còn bên đây á nó gồm có hai tiếp điểm. Gọi là tiếp điểm thường giữ của quần M đó. Là nó gồm có chế độ NO hoặc NC. Thì thường thường á, các bạn sẽ đấu hai cái tiếp điểm là gì? Cái chân dưới này đó, cái chân này đây, đây là chân chân tiếp điểm NC. Cái khi mà nó có đâu có tiếp 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 điểm nó, từ để mình coi lại cái chân này, cái tiếp điểm nó là tiếp điểm NO, tiếp điểm nó NO. Cái khi mà có điện thì nó sẽ đóng hai tiếp điểm này lại với nhau. Đây cái tiếp điểm ở dưới chân tay mình chỉ nè, đó với là một cái tiếp điểm ở phía trên đây đó, hai tiếp điểm nó sẽ thông nhau thì nó sẽ tạo dòng điện đi qua để nó giữ cuộn hút này lại. Rồi trên đây á, thì là cái điện cấp vô để cho cái cuộn hút, cái cuộn côi ở trong á, nó hút điện lại. Đây là hai cái này, còn còn cái này á, bắt buộc nó phải có một sợi dây cầu.
một sợi cầu để nó cầu qua trong cái chân cấp nguồn này. Thì khi mà cái dòng điện của mình nó bị mất đi á, thì nó vẫn còn một cái dòng điện nhánh khác từ cái cuộn côi, cái cuộn tiếp điểm phụ này, nó đóng điện lại, nó dần làm giữ cuộn hút lại. Dưới đây nó cũng có một tiếp điểm tương tự đây đó, tiếp điểm 220V. Còn đây là một cái CB, này là CB của này là CB của Medlin của Đức, C20, 20 triệu điện áp 20 A. Thì thằng này nó có một cực đây, đây cái hiệu mình sử dụng qua hai con công tắc tơ. Thì một á, là cái công tắc tơ của thằng 24V, thì công tắc tơ của 24V á, thì nó có các tiếp điểm đây, 1, 9 là thường đóng, 1, 5 là thường hở, cũng tương tự như vậy. Còn cái thằng hai chân cuối của nó là chân 13, 14 là chân để cấp cấp nguồn, nguồn là nhớ nha, cấp nguồn là nguồn 24V đây, 24V DC cấp nguồn vô thì cuộn hút mới hút lại. Còn đây là cái thằng cũng là cái rời lai kiến, mà cái thằng này rời lai kiến nó là rời lai kiến 220V của hiệu Omron đây, 220V đây. Thì các bạn nhìn trên sơ đồ của nó nha, sơ đồ chân của nó là chân cấp nguồn vô là chân 78, và cái tiếp điểm thường đóng của nó là tiếp điểm 1, 5 đây, tiếp điểm 1, 5. Còn cái tiếp điểm thường mở của nó là 1, 3. Còn đây là các cái dây tín hiệu để nối. Cái dây xanh này á, là sử dụng cho điện áp 220V. Còn cái dây này là dây tín hiệu, dây tín hiệu 24V của mình đây. Còn đây á, là cái dây cấp nguồn mát, cái nguồn cuộn nguội á. Đây. Còn đây là cái đèn, tí nữa mình sẽ điều khiển cái đèn này nó sáng. Còn thằng này là cục nguồn 24V. Đây, nguồn 24V. Rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu các thiết bị vào cái tủ. Các bạn thông cảm mà, tôi có một mình quay phim mà, vừa quay phim vừa thực hành nên nó hơi thôi. Rồi đây. Đây là mình gắn cái con xi men, con điều khiển. Đây là con công tắc tơ 24V. Đây là công tắc tơ 220V. Đây là cuộn CB. Đây là con này, con công tắc tơ của nó đây. Và đây là cái CB. Trên đây á, là cái các cái domino mình đấu để mà cầu sẵn. Cái này là điện nguồn dương 220V, này nguồn điện âm 220V. Dưới đây á, là cái thằng nguồn âm 24V. Đây là nguồn dương 24V. Tiếp theo thì ta sẽ đấu cái nút nhấn.
các bạn phải mở cái vòng khuyến này ra mới đút được nút nhấn vô nha. Thì nơi đây á, nó sẽ có 3 vị trí. Đây là của cái cần gạt switch, này là nút nhấn. Thì cái nút nhấn on á, lắp bên đây. Nút nhấn off bạn gắn bên đây. Còn đây là cái công tắc switch nó. Đây, để nó gắn đây. Thì sau khi các bạn gắn các thiết bị vào trong tủ. Đây. Các bạn thử, đây là manual off auto. Cái chế độ manual này á, là chỉ điều khiển được các nút nhấn bằng tay, không thể nào điều khiển ở trên chương trình mình được. Còn chế độ auto này á là để mình điều khiển bằng cái phần mềm trên thằng CTEC. Rồi, bước tiếp theo các ta sẽ đấu dây cho các thiết bị phần cứng. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu dây của cái thằng phần cứng trước. Đó là cái dây nguồn 24V. Đây, dây 24V đây. Cái này là dây để điều khiển chế độ ô tô. Thì dây điều khiển chế độ ô tô này á, mình sẽ sử dụng hai sợi dây. Một sợi dây cấp nguồn, một sợi dây cấp vào cái con BOC này. Các bạn nhớ nha, cái này là mình có đánh số đây. 019001. Nhớ đeo dây cho các cái đeo tên cho các cái sợi dây. Để khi mai mốt sửa chữa thì tao biết cái dây đó là nó là của thằng nào. Thì thằng này á là cái thằng điện nguồn 24V cấp vào. Cấp vào á thì tao đấu vô trước cho con domino. Sợi dây này là sợi dây cấp điện ra. Thì cái sợi dây cấp đầu ra của thằng cần gạt switch này ta đấu vô chân 01. Các bạn nhớ đếm số chân nha. Chân 1, chân 2 là của điện nguồn cấp 24V vô. Chân 3 là cộng mát, mình không xài tới. Chân 4, chân 5 là điện nguồn đi ra 24V. Chân 6 là chân 1M. Tí nữa mình sẽ đấu cầu nó qua bên thằng nguội 24V. Chân số 7 là D0Y, là Y0.0 đó. Còn Y0.1, sợi dây này mình sẽ được đấu vô chân thằng Y0.1.
Thì khi thằng Y0.1 này nó có điện thì mình sẽ cho nó xuất ra luôn cái chân thằng chân 0.1. Y0.1 đây. Thằng Q0.1 này ta sẽ cầu xuống một thằng domino. Các bạn cứ đấu đi rồi tí nữa chúng ta sẽ đi gọn dây xong. Sau đó ta lấy tiếp một cái đầu ra của thằng Q0.1, ta sẽ cấp lên cái con thằng rồi lai kiến 24V. Đây, cái đầu ra của nó đây. Cái đầu ra của cái thằng Q này ta sẽ đấu lên trên cái thằng cấp nguồn. Cấp nguồn cho thằng rồi lấy kiến. Tiếp tục ta sẽ lấy một sợi dây nguội. Ta cấp điện cho thằng rồi lấy kiến. Thì thằng đầu dây này ta sẽ đầu xuống dưới thằng này. Tiếp theo ta sẽ cấp nguồn. Cấp nguồn 220 cho cái thằng tiếp điểm ở trên đây. Tiếp điểm của thằng 24V để khi cái tiếp điểm này nó hút thì thằng relay này nó sẽ đóng, thằng connector sẽ đóng điện lại. Đây, nó sẽ đóng điện lại và nó sẽ có nguồn dòng điện nó đi qua thằng connector. Rồi. Đây. Thì cái này mình đang đấu vô cái chân số 5 của nó. Đây là chân số 5. Tiếp điểm thường mở. Đầu còn lại của nó ta sẽ đấu vô cái chân cấp nguồn 220V. Cái đầu còn lại, đầu số 9 ở đây, ta sẽ đấu lên cái trên cái connector để cấp nguồn connector. Đây. Đó, ta sẽ đóng vào đó.
cắp nguồn cho công tắc tơ. Khi đấu vào các bạn nhớ đấu thêm một cái sợi dây cầu. Đây là sợi dây cầu của tiếp điểm phụ để nó giữ cái cuộn hút lại. Rồi tiếp theo ta sẽ lấy một sợi dây nguội, ta đấu qua tiếp điểm còn lại của cuộn côi. Là coi như cung cấp đủ điện 2.2 cho cuộn côi đó. Rồi coi như là chế độ auto ta đã lắp xong. Tiếp tục bây giờ ta đi sẽ lắp qua chế độ main. Thì chế độ main ta sẽ lắp bên công tắc bên đây. Thì chế độ main này á, ta đấu một cái vào nguồn. Từ nguồn đó ta sẽ dẫn qua cái thằng công tắc. Công tắc switch. Từ thằng công tắc switch này á, nó sẽ cấp điện lên trên cái thằng nút nhấn. Nút nhấn off. Vô chân xe nút nhấn off. Và chân N và nó đấu lên chân NO, đấu lên chân NO của thằng nút nhấn stop. Từ nút stop nó sẽ cấp điện qua cho thằng nút nhấn start. Rồi ta tiến hành cấp nguồn, cấp nguồn cho nút nhấn. Đây là nút nhấn switch. Thì đầu còn lại của cái cọng dây này á, ta đấu lên trên thằng điện cấp nguồn 220V. Rồi cái đằng đầu ra của thằng công tắc switch ta đấu nó một sợi dây. Thì thằng đầu ra của thằng sợi dây này á, ta sẽ đấu vô cái chân C. Chân C của nút stop. Từ nút nhấn stop. Thì bên đây nó có chân NC. NC là tiếp điểm thường đóng rồi. Đây tiếp điểm thường đóng NC. Thì NC này ta sẽ đấu một đầu đấu đây, một đầu ta đấu vô anh chân NO. NO của thằng nút start. Đấu vô chân C của nút start. Thì cái thằng đầu ra chân NO, chân NO của thằng nút start, ta sẽ đấu nó qua cuộn côi. Đây cuộn côi công tắc công của công tắc tơ. Đây cuộn côi. Thì cuộn côi này nó có hai đầu, đầu trên và đầu dưới. Ta đấu đầu trên đầu dưới, đầu nào cũng được, ta đấu đầu dưới đi. Khi ta nhấn nút start này á, cuộn côi này nó vẫn còn giữ á. Khi ta buông nút start ra, cuộn côi nó vẫn còn hút á, thì bắt buộc ta phải gắn thêm một tiếp điểm phụ cho nó nữa, một sợi dây phụ. Nó sẽ đi từ cái thằng tiếp điểm phụ trên cuộn côi và một đầu còn lại ta đấu vô cái chân NO, chân NO của cái thằng nút stop. Vì để muốn cái con relay 220V nè nó báo hiệu cho cái con BOC này á, khi mà bật qua chế độ main á, khi ta bật qua chế độ main thì con BOC này á, nó sẽ sáng cái đèn D0.0. thì bắt buộc ta phải cầu thêm một cái sợi dây từ thằng tiếp điểm phụ nè,
đó, tường tiếp điểm phụ nè, ta cầu một sợi dây cấp nguồn cho cái con relay 220V. Thì cái đầu còn lại của bên đây ta sẽ cấp cho nó một cái nguồn âm 220V. Cầu từ đây, ta cầu lên trên đây. Thì cái thằng đầu, cái thằng tín hiệu mình sẽ lấy thằng tín hiệu 24V. Mình sẽ bắt từ cái thằng chân này. Nó hơi mờ đúng không? Mình sẽ cầu thằng nguồn 24V. Mình lấy nguồn từ 224V. Lấy một nguồn 24V bất kỳ. Mình sẽ cầu nó qua bên chân trên đây. Đây chân trên đây. Sau đó mình sẽ cấp qua bên cái con tiếp điểm thường mở. Hai tiếp điểm này là hai tiếp điểm chéo nha. Hai tiếp điểm chéo. Và cái khi mà cái thằng này á nó có điện vô á, thì thằng tiếp điểm bên đây á nó sẽ mở ra. Và khi thằng này nó cấp điện thì nó sẽ có một dòng điện nó dẫn vô cái con BOC này. Và có nghĩa là cái chế độ main. Thì khi cái chế độ main á thì cái con này nó sẽ không có điện. Con này có điện, nó sẽ dẫn qua bên trên con BOC để nó báo hiệu trên BOC. Đầu ra của thằng tiếp điểm phụ. Đầu này là điện 24V nha. Ta đấu đầu còn lại vào tiếp điểm NO. NO của cuộn côi 24V. Rồi, đầu đầu ra của cái cuộn 24V nè. Một đầu á. Này đang là tiếp điểm NO. Ta sẽ đấu vô cái D01. Đây, chân D01 đây. Rồi. Như vậy là cái mạch của thằng ô tô và của manual ta đã đấu xong. Ô tô và manual ta đã đấu xong. Bây giờ ta sẽ cấp nguồn cho các thiết bị. Thì đầu tiên ta cấp nguồn cho cuộn côi. Đây là điện dương 220V. Còn đây là nguồn điện âm 220V. Thằng này là cấp ra tải nha. Sau khi ta cấp nguồn cho thằng đầu ra của con contactor. Đây. Đây là cái đầu vào contactor, còn đầu ra tí ta sẽ đấu vô đèn sau. Rồi tiếp tục, ta sẽ cấp nguồn qua cho con BLC. Thì cái thằng đầu ra nguồn 24V. Đầu ra nguồn của con BLC đây, 24V. Đây, chân L cộng và M. Thì chân M ta sẽ đấu một sợi dây vào đây và ta đấu xuống con domino 24V. Còn cái chân L cộng chân này ta sẽ đấu một sợi dây 24V dương xuống thằng domino dưới đây. Rồi cái chân M, cái chân 1M này ta sẽ cầu cho nó một cái sợi dây nguội từ đây, ta cầu nó xuống domino dưới đây. Rồi bây giờ ta đi cấp nguồn cho cái chân ngõ đầu ra 3L cộng. Ta sẽ cấp một đầu sợi dây xuống đây, ta cầu xuống đây. Tương tự ta sẽ cấp cái đầu dây 3M, ta sẽ cầu xuống chân dưới đây.
coi như chúng ta đã hoàn tất quá trình cấp nguồn cho các thiết bị. Giờ ta sẽ đi gọn làm gọn lại các cái dây, ta sẽ giấu các cái dây này vào trong cái nẹp. Sau khi chúng ta làm gọn dây thì được cái tủ như vậy. Rồi. Bây giờ ta sẽ cấp cái nguồn cho ra bóng đèn. Từ nguồn ra của bóng đèn nó cũng sẽ có hai dây, thì nó sẽ khi còn cô đóng lại thì nó sẽ đi từ cái dây hai dây này ta cấp vô nè, có điện cấp vô nè, nó sẽ thông qua hai cái đầu này ra bóng đèn. Tiếp theo ta sẽ cấp cái nguồn điện 220V vào cái thằng CP. Thì một đầu vào ta sẽ đóng vào một cái CP, và cái đầu còn lại ta sẽ dây nguội ta sẽ đóng vào cái domino. Đây, domino màu đen đây. Đầu ra của thằng CP ta sẽ đấu nó vào thằng domino cấp cấp nguồn cho các thiết bị. Sau khi ta cấp nguồn 220V cho các thiết bị xong, ta sẽ cấp nguồn 24V cho thằng BLC. Thì thông qua cái thằng bộ gấp nguồn 24V DC này, ta sẽ bắt hai sợi dây vào hai chân com và V cộng. Com thì nó sẽ vào cái chân M M đây, và cái chân L1 thì ta sẽ đấu vào cái chân dương của nguồn. Giờ ta sẽ tiến hành đấu. Sau khi cấp nguồn từ cái bộ nguồn 24V này vào bộ BLC thì giờ ta sẽ tiến hành cấp nguồn 24V cho bộ nguồn. Sau khi cấp nguồn cho nguồn 224V thì ta thấy ở trên con BLC này nó sẽ sáng ba cái đèn đây, các cái đèn RIN, ERON và MEN. Ba cái đèn này ban đầu tiên nó sẽ sáng và sau đó nó sẽ tắt hai cái đèn main và aeron, nó chỉ sáng cái đèn run stop. Ta tiến hành bật CP để test thử chế độ main. Khi ta bật CP vào lên, chuyển công tắc cần gạt switch này qua chế độ manual, thì các bạn lưu ý thằng bộ delay kiến này nó sẽ đá, nó sẽ có điện, nó sẽ kích hoạt cái thằng DI đây, D0.0 là D0.0 sáng. Rồi chúng ta tiến hành nhấn nút. Đây, nhấn nút. Khi nhấn nút thì đèn sẽ sáng. Đây. Khi ta nhấn nút stop conductor sẽ nhả ra. Đây, contactor sẽ đóng lại. Stop, contactor sẽ nhả ra.
Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lập trình và điều khiển bằng chế độ auto. Để tiến hành lập trình được cái con BOC thông qua máy tính, ta sử dụng cái cổng cáp mạng. Đây, cổng cáp mạng. Ta sẽ ghim nó vô trong cái rắc mạng của nó. Đầu còn lại ta sẽ ghim vào máy tính. Đầu còn lại của nó đây. Ta sẽ ghim vào cổng của máy tính. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành tới bước thứ hai là lập trình kết nối giữa con BOC và cái phần mềm BIA Porto. Đầu tiên, chúng ta sẽ mở phần mềm TIA Porto V13. Chúng ta tạo một project mới. Create new project. Đặt tên nó là project. Ví dụ như Lighting House. Cái phần path là cái thằng đường dẫn để mình lưu nó. Các bạn có muốn chỉnh sửa thì chỉnh, còn không có để mặc định nó cũng được. Sau đó ta chọn read. Rồi, các bạn có thể vô config Android, chọn add new device. Hiện tại cái con BOC của chúng ta ban đầu tiên nó là S7-1002, CPU của nó là 1212DC, nên ta phải chọn đúng cái CPU của nó. Thì chúng ta sẽ chọn cái phiên bản version 4.1, kết đôi vào. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ khai báo các mạng cho thằng BOC. Thì của nó mặc định của nó sẽ là 192.168.0.1. Chúng ta chọn add new subnet. Nó sẽ ra subnet là vn-ir-1. Chúng ta sửa IP của nó lại. Có thể là .60. OK, các thông số này giữ nguyên. Tiếp theo, ta kích vào con BOC, kích vào biểu tượng BOC này, thì nó sẽ hiện ra cái mục project. Thì các bạn kéo xuống dưới, các bạn lưu ý cái mục connection, chọn cho mình cái thằng permit access. Nếu không chọn mục này thì sẽ không kết nối được các cái thằng OBC hoặc các BLC hoặc các HMI ở phía bên ngoài. Chọn permit. Rồi, OK, chúng ta đã cấu hình xong con BLC. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành lập trình. Lập trình. Các bạn vô program block, chọn main. Vì mình lập trình đơn giản nên mình chỉ sử dụng một cái đèn và sử dụng cái cổng đầu vào của nó là chế độ remote, là sử dụng cổng chế độ là Y0.1 và xuất ra cổng là Y0.1.
Bắt đầu tiên để mình thể hiện trạng thái main, khi bật qua chế độ main thì mình sử dụng cái đầu vào của nó là Y0.0 và xuất ra trả ra một kết quả là Q0.0. Ban đầu tiên là main. Thằng này nó sẽ là line tin 1. Ta kết chuột phải. Chọn Define Tag. Thì trong đây, trong một address, trong một session, các bạn chọn nó là Global Output là chế độ ra, thì của nó để mặc định là Q0.0. Thì mình muốn xuất ra cổng Q0.0, mình chọn Q0.0 và bấm chữ Define. Còn cái thằng main này nó đang trùng với cái thằng OB01, chúng ta sửa tên nó lại. Main 1 đi. Define. Thì cái này á, là tín hiệu đầu vào. Tín hiệu đầu vào của mình là tín hiệu vào đầu vào thật, nên bắt buộc phải chọn cái cổng là Global Input. Thì hồi nãy do mình đấu dây trên kia của nó sẽ là Y0.0. Mình để mặc định nó là Y0.0 và chọn chế độ Define. Ok, mình đã xong cái thằng lập trình thể hiện cái thằng Status chế độ Main. Tiếp theo mình sẽ lập trình chế độ Auto. Chế độ Auto mình đưa qua khai báo nó biến là auto. Thằng này của nó là sẽ là start. Thằng này nó sẽ là stop. Và thằng này là file tính 2. Ta sẽ khai báo Define Time. Thằng này là cái cổng ra Output. Thì do nãy của mình là Q0.0, giờ nó sẽ là Q0.1. Và mặc định hồi nãy mình lúc kết nối phần cứng mình cũng đưa nó vào cổng Q0.1. Bấm Define. Tiếp theo đúng như vậy, chế độ auto thì cái đầu vào của nó là chế độ input. Thì cái đầu vào của nó nãy mình đã chọn trên cái nối phần cứng của nó là y0.1, thì giữ nguyên nó là y0.1, bấm chữ Define. Còn start và stop là các cái biến nhớ, nên khi vào Define Time các bạn chọn giữ nguyên chế độ là Global Memory của nó, mặc định là M0.0, ta giữ nguyên. Cho thằng này là biến ảo, biến nhớ đó thôi, nó không có phải là phần cứng thực tế. Thằng này là Global Memory M0.1 Define. Ok. Rồi, coi như là lập trình đã xong. Giờ chúng ta sẽ kết nối tới con BOC. Bắt đầu tiên chúng ta sẽ compile. Và chương trình của chúng ta có bị lỗi hay không. Ok, hiện tại là không có bị lỗi. Compile, complete, error, không, warning, không. Rồi, chúng ta sẽ kết nối tới con BOC. Muốn kết nối tới con BOC, các bạn phải cấu hình địa chỉ IP cho cái cạc mạng.
Do hồi nãy cái con cùng cái lớp mạng của nó là 192.168.0.60 là con BIOC. Thì giờ ta sẽ kích khai báo cái con trong cái cạc mạng của máy tính của mình là 192.168.0 chấm bao nhiêu đó thì tùy các bạn. Và bấm OK. Rồi. Vào download to driver. Các bạn bấm vào download to device. Thì cái chỗ mà tie up the BC interface, các bạn để mặc định của nó là VN denier. Thằng này các bạn chọn nó là cái cạc mạng của mình. Cạc mạng của mình là retest PCI. Chỗ connect to interface or substrate, các bạn chọn nó là BN Sheet Air. BN Sheet Air là do nãy các bạn tạo ra một cái subnet mới đó. Các bạn nhớ tích vào cái Sound Combusty Device. Bấm Start Search. Đây là con BIOC. Thực tế chúng ta là 192.168.0.1. Và cái con trong cái cạc mạng hồi nãy mình khai báo cho con BIOC là 192.168.0.60. Thì khi mình đổi chương trình lên con BIOC này á, thì cái con 0.1 nó sẽ trở thành con 0.60. Chúng ta bắt đầu load. Lần đầu tiên load, các bạn chọn cho mình No Action. Mình sẽ làm lại các cái bước này cho các bạn coi. Các bạn click vào Download to Device, chọn các cạc mạng và bấm Start. Chọn con BIOC S7 1002, bấm Load. Chỗ này các bạn chọn Stop All, bấm Load. Chọn Finish. Rồi, các bạn vào Go Online. Go Online mục đích của nó là mình kết nối trực tiếp tới con BIOC để mình test đây luôn. Các bạn kích cho biểu tượng là Monitoring On Off
Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành test. Mình sẽ test chế độ main. Khi mình bật trên công tắc của chế độ main. Đây. Ok. Giờ mình sẽ test tiếp cái chế độ auto. Đây, auto. Khi auto thì ta chọn chế độ start, ta vô modify, vô modify to one. Rồi, đèn bắt đầu là sáng. Ta chọn stop. Rồi, đèn sẽ tắt. Đây, khi nó đang ở chế độ main, màn hình nó sẽ sáng lên đèn lighting. Tương tự như vậy. Đèn của mạng LAN sáng nè. Contactor sáng nè. Đây, thằng DI0.0 và Q0.0 sẽ sáng. Đây, chế độ mình đang để manual. Khi mình nhấn nút, đèn sẽ sáng. Đây, bấm stop, đèn sẽ tắt. Rồi, chúng ta sẽ test qua chế độ auto. Ta sẽ gạt cần gạt qua chế độ auto. Rồi. Tiếp theo ta sẽ chọn chế độ reset bit cho nút stop. Mục đích của nút reset này là khi mà chúng ta kích hoạt chế độ stop thì cái nút start và nút stop nó sẽ trả về lại giá trị mặc định ban đầu của nó. Rồi. Chúng ta compile. Và download to device. Load lại chương trình xuống BIOS. Khi thay đổi tất cả các dòng lệnh này thì phải load lại xuống BIOS. Rồi, ok.
hiện tại ta đang để chế độ auto. Thì trên thằng màn hình này, chế độ auto nó sẽ sáng đèn Y0.1. Đây, thằng Y0.1. Nhưng mà cái thằng Quy nó chưa sáng, do ta chưa bấm nút Start, ta chưa chạy chế độ. Giờ trên đây ta sẽ chạy chế độ. Khi ta start thì Lighting 2 sẽ sáng, là Y0.1 sẽ sáng. Đây, Y0.1 sẽ sáng, đèn sáng. Ok, bây giờ ta bấm Stop. Khi ta bấm Stop thì cái thằng biến start và biến stop nó sẽ trả về giá trị mặc định. Rồi, phần kết nối tới con BOC đã xong. Giờ chúng ta tiếp tới phần 3 là kết nối giữa con BOC và SCADA CTEST. Chúng ta do hai cái hãng khác nhau, một cái là của Siemens và một cái là của thằng Schneider. CTEST là của Schneider, còn cái thằng Siemens, hai hãng khác nhau nên bắt buộc chúng ta sẽ sử dụng qua con Keep Saver hoặc là con OBC. Hiện tại mình đang sử dụng con Keep Saver. Thì con Keep Saver này của mình là nó không có bản rắc, nó chỉ cho mình xài 2 tiếng thôi. Nên các bạn lưu ý là chọn chế độ, nếu mà nó không, nếu mà cái thời gian này nè, Demo Upgrade mà hết hạn á, thì các bạn phải kích chuột phải vào cái thằng iOS nè, chọn Stop, sau đó chọn lại Start. Đây, Renfa sẽ chạy. Giờ mình sẽ tạo cái con mới. Rồi, tên của nó. Channel name, device driver, chọn Siemens của nó là, của mình là TCP/IP. Internet, bạn thể chọn chế bộ enable, bấm next, cạc mạng để default, chọn chế độ try on value for on start, chọn next, finish. Sau khi chọn Lighting xong, bắt đầu ta cấu hình thức device name. Ta chọn driver model. Các bạn nhớ phải chọn con S7102. Device ID, đó là cái IP của cái con đây. IP của nó đây, 192.168.0.60, và đây các bạn phải khai báo là 192.168.0.60. Nên rồi chúng ta bắt đầu add ta. Hồi nãy chúng ta khai báo gồm có Lighting 1, Main 1, Lighting 2, Auto, Start và Stop. Thì bên đây chúng ta cũng phải khai báo như vậy.
address quý 0.0. Chúng ta check kia, kiểm tra check address, check địa chỉ thì nó là kiểu Poland. Bấm apply, tiếp tục ta bấm new để tiếp main 1. Địa chỉ của nó là y 0.0. apply tiếp li đại tiến 2 quý 0.1 apply. Auto. Stop M0.1. OK. Rồi, chúng ta đã add xong. Chúng ta vào run, chọn connect để kết nối tới Keep Server. Chọn update, chọn yes. Save, chọn yes. Đặt một cái tên cho project. Save. Các bạn lưu ý là Keep Server này á, các bạn phải lưu lại save thì nó mới hiểu và nó mới chạy được cái thằng Keep Server. Nếu chúng ta không sai lại thì nó sẽ không hiểu và không kết nối được các cái địa chỉ giữa thằng BOC và con Keep Server. Rồi, chúng ta chọn Which Client để kiểm tra kết nối của nó. Chọn Lightning Smart. Đây, Good Good, OK. Đây là các cái thang hồi nãy là mình đã tạo. Chúng ta test thử trên đây. Modify 1. Đây. Lighting lên 1. Auto lên 1. OK. Chương trình hoạt động tốt. Ta chọn stop. Cái giá trị trả về mặc định. Giờ mình đang để chế độ auto nên auto nó vẫn còn là 1. Rồi. Giờ chúng ta sẽ kết nối giữa con bio giữa thằng Keep Server này với thằng CTEC. Ta mở mềm CTEC lên. Chúng ta tạo một project mới. Đặt tên Lightning Smart. Chọn Create Project Smart Starter. Chọn Type Bar. OK. Là tin smart. Các bạn đấy vào CTEC Project Editor, nó có Lightning Smart. Ta chọn Communication, chọn Address Wizard, bấm này, chọn Create a New IO Server.
thì nơi đây ta sửa tên nó lại. IO line tên IO line server chọn nét. Thằng này chọn tên nó thôi, không nét. Chỗ này chọn cái OBC Foundation, chọn OBC DA Client, chọn OBC, bấm Next. Chỗ này là address, là trỏ tới cái con server này, cái địa chỉ của con kip server này. Đây, con kip server của mình đây. Đây các bạn muốn điền được cái thằng address này vào thì các bạn phải vào thằng keep server, chọn which client, nó sẽ hiện cho mình cái con server đây. Đây where.keep server ex.v5, chúng ta sẽ đánh vào ô này. Đây thằng này, ta bấm net, net, finish. Rồi tới bước này, giờ chúng ta gác này là đều là OBC hết. Rồi chúng ta sẽ tan ta vào tool import, chọn thằng OBC, chọn keep server v5, chọn lighting, chọn smart, bấm ok, import, chúng ta chọn no. Kiểm tra các tag. Đây Lighting Auto Lighting 1 Main Start Stop. Đây các tag mình tạo đã có. Giờ chúng ta vào bay Risk bay, chọn Normal. Giờ chúng ta tạo một nút nhấn, gọi là nút nhấn on off. Đây là trạng thái đèn. Thằng Lighting Lighting 2 nó sáng thì đèn nó sẽ sáng bằng 1. Ta sẽ chuyển qua chế độ
chế độ main. Chọn main 0.1. Ok. Chế độ auto. Rồi. Chúng ta tiến hành combine. Luôn nó tên Lightning. Và lần đầu tiên chạy chúng ta chọn Computer Setup Wizard, chọn Net Lightning Smart. Net, 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 finish. Continue. Okay. Lighting. Hiện tại mình đang để chế độ auto nên đèn auto mình sẽ sáng. Và nếu mình chuyển cần ga qua chế độ main thì thằng đèn main sẽ sáng. Ta sẽ khai báo rồi chúng ta sẽ on off chế độ auto, đèn sáng, lighting sáng, off đèn sẽ tắt. Ok, thì vậy là chúng ta đã giới thiệu về cách lắp ráp mạch cũng như là các kết nối giữa BOC Siemens và phần mềm SCADA CTES thông qua thằng KeepSaver OBC. Đến đây là hết. Trân trọng cảm ơn các bạn và thầy cô lắng nghe. Xin cảm ơn. Đây, khi nó đang ở chế độ main, màn hình nó sẽ sáng lên đèn lighting. Tương tự như vậy. Đèn của mạng LAN sáng nè, contactor sáng nè. Đây, thằng DI0.0 và Q0.0 sẽ sáng. Đây, chế độ mình đang để manual. Khi mình nhấn nút
đèn sẽ sáng. Đây. Bấm stop. Đèn sẽ tắt. Rồi, chúng ta sẽ test qua chế độ auto. Ta sẽ gạt cần gạt qua chế độ auto. Thì hiện tại ta đang để chế độ auto. Thì trên thằng màn hình này, chế độ auto nó sẽ sáng đèn Y0.1. Đây. Thằng Y0.1. Nhưng mà cái thằng quy nó chưa sáng do ta chưa bấm nút start. Ta chưa chạy chế độ. Giờ trên đây ta sẽ chạy chế độ. Start. Khi ta start thì Lighting 2 sẽ sáng là Q0.1 sẽ sáng. Đây, thằng Q0.1 sẽ sáng. Đèn sáng. Ok. Bây giờ ta bấm stop. Khi ta bấm stop thì cái thằng biến start và biến stop nó sẽ trả về giá trị mặc định.